Cô chào mừng các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với bài giảng sinh học chính hôm nay. Trước khi tiết ôn tập thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn một số bài tập mà tuần trước các em đã làm. Thì trong bài tập 1, các bạn lưu ý cho cô: khi cho hai giống đậu thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng giao phấn với nhau, F1 thu được toàn cây đậu hoa đỏ. Câu A là xác định tính trạng trội lặn. Thì để xác định tính trạng trội lặn, các bạn chỉ cần dựa vào F1 là chúng ta thấy thu được là 100% hoa đỏ. Suy ra là gì? Hoa đỏ là tính trạng trội so với hoa mẫu màu trắng, hoặc hoa đỏ là tính trạng trội còn hoa trắng là tính trạng lặn. Câu B thì chúng ta viết sơ đồ lai. Ở đây các bạn có thể viết ở dạng đơn giản thứ nhất. Bố mẹ thuần chủng thì chúng ta viết ngay hoa màu đỏ có kiểu gen A lớn A lớn, hoa màu trắng có kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Giao tử thì A lớn lớn cho ra một loại giao tử là A lớn, còn kiểu gen A nhỏ A nhỏ cho ra một loại là A nhỏ. Như vậy F1 thu được là một A lớn A nhỏ. Vì tỷ lệ ở đây chúng ta thấy 100% A lớn A nhỏ, do đó có kiểu hình tỷ lệ là 100% hoa màu đỏ. Thì các em làm sửa bài tập số 1. Bài số 2 thì ở đây các bạn lưu ý, rằng là dạng bài tập này là đọc kiểu gen viết kiểu hình. Đối với câu A là viết kiểu gen của các kiểu hình sau, thì để làm được bài này các bạn phải dựa vào các quy ước gen. Ví dụ như A lớn là quy định tóc xoăn, A nhỏ tóc thẳng, gen B lớn là mắt đen, B nhỏ là mắt xanh. Vậy viết kiểu gen của tóc xoăn, mắt xanh. Các bạn lưu ý tóc xoăn là có kiểu gen A lớn A lớn, hoặc A lớn A nhỏ, đúng không nào? Mắt xanh là B nhỏ B nhỏ. Do đó kiểu gen tóc xoăn, mắt xanh là có hai kiểu gen là A lớn A lớn, B nhỏ B nhỏ, hoặc A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Viết kiểu hình của kiểu gen tóc thẳng mắt đen. Tóc thẳng là A nhỏ A nhỏ, mắt đen là B lớn hoặc B lớn B nhỏ. Do đó chúng ta có hai kiểu kiểu gen A nhỏ A nhỏ, B lớn hoặc A nhỏ A nhỏ, B nhỏ. B lớn B nhỏ. Tóc xoăn, tóc xoăn mắt đen. Đây là các bạn nhìn thấy tóc xoăn là kiểu hình trội đúng không? Rồi mắt đen cũng vậy. Chính vì nó có kiểu hình trội, do đó khi các bạn viết tóc xoăn mắt đen mà đề không nói về thuần chủng thì chúng ta liệt kê tất cả những kiểu gen có thể có. Giống như cô liệt kê tóc xoăn là A lớn A lớn, mắt đen B lớn, rồi A lớn A lớn, B lớn B nhỏ, A lớn A nhỏ, B lớn, hoặc A lớn A nhỏ, B nhỏ. Tóc thẳng mắt xanh thì sẽ cho kiểu hình này sẽ viết ra kiểu gen là A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Còn câu B là yêu cầu chúng ta hãy viết kiểu hình của các kiểu gen. Thì các bạn lưu ý trong đề bài người ta đã cho sẵn kiểu gen rồi, nhiệm vụ của chúng ta là viết lại kiểu hình. Thì đây cô sẽ gom lại giống như là kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, hoặc A lớn A nhỏ, B lớn thì cho kiểu hình là tóc xoăn mắt đen. Kiểu gen thứ hai, A lớn A nhỏ, B nhỏ, A lớn A lớn, B nhỏ thì kiểu hình sẽ là tóc xoăn mắt xanh. Thứ ba, A nhỏ A nhỏ, B lớn, A nhỏ A nhỏ, B nhỏ sẽ là tóc thẳng mắt đen. Còn cuối cùng, A nhỏ A nhỏ, B nhỏ A nhỏ. Như vậy cách làm là chúng ta sẽ ghi kiểu gen và viết kiểu hình ra. Các bạn luyện bài tập dạng này ha. Cái này là đọc kiểu gen viết kiểu hình ở mức độ biết, là các bạn biết. Cô xin lỗi, ở mức độ hiểu, các bạn hiểu được cái đề bài cho quy ước sao để chúng ta sẽ đọc được kiểu gen, viết được kiểu hình. Còn câu số 3, trình bày diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân, rồi nêu ý nghĩa của nguyên phân giảm phân cũng như thuộc tính. Thì cái này tiết trước cô cũng đã nói, các bạn chỉ cần nêu diễn biến của các kỳ, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Thì cô nhấn mạnh lại, kỳ đầu là bạn phải nói được nhiễm sắc thể này là nhiễm sắc thể kép đến vào sợi tơ của thoa văn bào, và nó có hiện tượng là gì? Đóng sấn co ngắn.
Ở kỳ giữa là các nhiễm thể kép xếp thành một hàng. Xin lỗi, các bạn phải nói được cái ý đó là đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng. Kỳ sau là các từng nhiễm thể kép tách thành hai đơn phân ly về hai cực. Và kỳ cuối là các nhiễm thể giãn xoắn nằm gọn trong nhân mới. Thì lúc này các bạn thấy nhân nó xuất hiện. Và lưu ý chúng ta vận dụng cái kiến thức này để chúng ta nhận diện được hình. Cô lấy ví dụ, các bạn sẽ quan sát các hình sau, nhận diện được các kỳ của nguyên phân. Trong cái bài tập 4, để tính được cái số nhiễm xuất thể ha của ruồi giấm 2n bằng 8 thì vào kỳ sau. Thì trước tiên thì cô muốn các bạn nhìn hình để nhận diện ha. Đầu tiên cái hình này, cái hình đầu tiên này các bạn, thì lúc này các bạn thấy nhiễm xuất thể đơn đúng không? Nó dạng đơn, thì đây được gọi là tế bào ban đầu các bạn, hay gọi là tế bào mẹ. Vậy khi bước vào kỳ trung gian này thì từng nhiễm thể sẽ nhân đôi thành nhiễm xuất thể kép. Đây được gọi là kỳ trung gian. Nó giãn xoắn rồi các bạn, sau đó nhân đôi thành kép. Nhưng vào kỳ hình này các bạn thấy sao? Hình thứ ba đây là kỳ gì? Chúng ta nhận diện được đây là kỳ đầu. Vì sao? Vì các nhiễm thể kép bắt đầu đóng xoắn thôi. Và nó đính vào sợi tơ của thoa phân bào. Và kỳ giữa. Kỳ giữa thì dễ nhìn đúng không? Chúng ta nhìn vào cái sơ đồ hình số 4. Cái tế bào hình số 4 là đây là các nhiễm thể kép đóng xếp thành một hàng, nó đóng xoắn cực đại. Rồi kỳ sau là từng kép tách thành hai đơn. Kỳ cuối thì dễ nhận diện rồi đúng không nào? Vậy thì để tính được số lượng nhiễm thể ở ruồi giấm này vào kỳ sau thì các bạn phải biết được diễn biến nhiễm thể ở các kỳ. Thì ban đầu tế bào mẹ vẫn là 2n, thì nếu ruồi giấm thì 2n bằng 8. Kỳ trung gian lúc này thì sao các bạn? 2n kép. Kép thì là 8 nhiễm thể kép. Đang nói ruồi giấm nha các bạn, đang ví dụ ở ruồi giấm. Vì kỳ đầu thì vẫn là 2n bằng 8 nhiễm thể kép. Ở kỳ giữa, diễn biến của nó vẫn là nhiễm thể kép. Do đó ở ruồi giấm vào kỳ giữa thì 2n kép sẽ là 8 nhiễm thể kép. Về số lượng nhiễm thể ở kỳ sau thì sao? Kỳ sau thì ruồi giấm ta thấy là từng kép tách thành hai đơn, thì lúc này ta sẽ có 2 nhân 2n đơn, tức là bằng 16. Ban đầu là n đơn đúng không các bạn? Và kỳ cuối là 2n đơn, tức là nó tạo ra hai tế bào con và mỗi tế bào con đều có 8 nhiễm sắc có thể. Như vậy qua đây chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của nguyên phân là giúp nó là phương thức sinh sản của tế bào. Và qua một lần nguyên phân, nhiều lần nguyên phân thì tạo nhiều tế bào, do đó cơ thể sinh vật nó lớn lên được. Ngoài ra khi cơ thể sinh vật lớn, nó vẫn giữ nguyên được cái bộ nhiễm xuất thể đặc trưng của loài đó. Do đó là nó duy trì ổn định bộ nhiễm xuất thể đặc trưng của loài. Đó là những cái đặc điểm ý nghĩa của nguyên phân. Còn giảm phân thì cái này trước cô cũng đã nói, các bạn có thể ghi là nhờ giảm phân có thể tạo ra giao tử mang bộ nhiễm xuất thể đơn bội. Rồi trong qua quá trình giảm phân và thông qua quá trình thụ tinh thì cái bộ nhiễm xuất thể đơn bội nó kết hợp với nhau đúng không? Thì nó sẽ tạo ra bộ nhiễm thể lưỡng bội. Đó là khôi phục bộ nhiễm xuất thể đặc trưng của loài trong cái quá trình sinh sản thụ tinh các bạn. Rồi câu số 5 nha. Câu số 5 thì các bạn có thể là coi. Ở đây cô sẽ so sánh về ADN và ARN. Đây cô mở rộng thêm đường, các bạn có thể ghi hoặc không. Chúng ta chỉ cần nhớ cho cô hai ý chính. Thứ nhất là ADN nó gồm có 4 loại, tức là đơn phân của ADN là các loại nucleotide ATGX. Còn ARN là AUGX. ADN gồm có 2 mạch, còn ARN là một mạch polynucleotide. Chắc chắn ADN thì nó dài, nó nhiều hơn cái đơn phân nhiều hơn so với ADN. Vậy thì chức năng của gen cũng như là ADN, thì các bạn lưu ý chức năng của gen. Gen nó là một đoạn của phân tử ADN các bạn, vì nó cũng có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền. Còn ARN thì các bạn nhớ cho cô có các loại như là ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN ribosome. Thì các bạn sẽ chỉnh sửa đáp án của mình ha. Bây giờ cô tiếp tục ở cái tiết ôn tập cho chương trình học kỳ 1. Thì hai cái nội dung trong hôm nay đó là cô sẽ ôn về cái phần biến dị và cái phần di truyền học người ha. Biến dị có các nội dung như là đột biến gen, đột biến nhiễm xuất thể. Trong đột biến gen thì các bạn lưu ý quan sát hình, chúng ta thấy rằng là đột biến gen là gì? Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, nó liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotide. Đây các bạn ví dụ, các bạn nhìn ở hình A đây là gen bình thường. Thì nếu như bị mất đi một
cặp nucleotide, ví dụ cặp XG đi, thì đây là đột biến dạng mất, mất đi một cặp nucleotide. Thứ hai là hình C, đây là thêm một cặp, mà một cặp TA. Rồi hình D, đây là thay thế, nó thay thế cặp TA bởi cặp gì? Đây các bạn thấy, cặp GX. Đó. Thì đột biến gen, nguyên nhân thì các bạn cũng coi lại cho cô cái phần nguyên nhân và vai trò. Đọc sách giáo khoa, cô chỉ nhấn mạnh lại cái phần này để các bạn lưu ý. Rồi đến đột biến về nhiễm xuất thể thì có dạng đột biến cấu trúc nhiễm xuất thể và đột biến số lượng nhiễm xuất thể. Trong đột biến cấu trúc thì các bạn lưu ý, đột biến cấu trúc nó là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm xuất thể. Ví dụ như các bạn nhìn trên hình, đây là một cái nhiễm xuất thể bình thường thì nó mất đi một cái đoạn D này. Đây là đột biến dạng mất đoạn. Còn đột biến thứ hai, dạng thứ hai là nó lặp đoạn, tức là cái đoạn BC này các bạn nhìn thấy nó lặp lại một lần nữa, tức là cái nhịp xuất thể này nó dài hơn, đúng không các bạn? Đây là lặp đoạn. Và dạng thứ ba đó là đảo đoạn, tức là cái vị trí BCD nó đảo lại thành DCB. Thì cái phần cũng như nguyên nhân cũng như là vai trò thì các bạn xem lại bài giảng nhé. Rồi đột biến về số lượng thì có dạng đột biến thể dị bội và đột biến thể đa bội. Thì trong thể dị bội, nói tới đột biến số lượng nhiễm xuất thể thì các bạn lưu ý nó là những cái biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm xuất thể nào đó, hoặc là tất cả bộ nhiễm xuất thể, người ta là đột biến số lượng. Thì trong đó có thể dị bội. Thể dị bội là sao? Là ở một cặp nào đó bị thay đổi về số lượng ở một hoặc một số cặp nữa nha. Thì ví dụ như hình này các bạn thấy nè, ở hình này các bạn thấy người này là bị hội chứng Turner, tức là người là có 23 cặp nhiễm xuất thể, trong đó cặp nhiễm xuất thể giới tính đó các bạn, cái người này chỉ có một chiếc nhiễm xuất thể giới tính ít thôi, tức là XO á, thì đó được gọi là bệnh Turner. Hoặc là hội chứng Down, đó là ở người 23 cặp thì cặp số 21 bình thường là có hai chiếc, trong một cặp là hai chiếc, nhưng ở đây người này có ba nhiễm xuất thể số 21 thì người này gây ra bệnh Down. Đó, đó là đột biến thể dị bội. Thể dị bội thì nó có các dạng như là ví dụ 2N cộng 1 gọi là thể tam nhiễm hay là khuyết nhiễm. Rồi các bạn lưu ý cho cô cái phần nguyên nhân nào gây nên đột biến thể dị bội, thì ở đây cô nhắc lại cho các bạn. Thì lấy ví dụ như ở người đi mà bệnh đau thì các bạn thấy rằng là gì? Do cái cặp nhiễm xuất thể số 1 ở người là có 23 cặp, tức là 2N bằng 46 đó các bạn. Thì đang nói tới ở cặp nhiễm xuất thể số 1. Đây ở người bố hoặc mẹ này, cặp nhiễm xuất thể số 1 của mẹ hoặc bố. Vậy thì trong quá trình phát sinh giao tử, nếu như người này tạo ra giao tử bình thường là mang chiếc nhiễm xuất thể số 1 sẽ mang một chiếc, tức là lúc này là còn N. Nếu là 2N sẽ còn N. Còn trường hợp mà người bố hoặc người mẹ là giảm phân không bình thường, không bình thường thì các bạn nhìn đây, mang tạo ra hai loại giao tử, một giao tử thì mang hai nhiễm xuất thể số 21, những giao tử còn lại thì không chứa nhiễm thể nào, tức là lúc này nó mất đi một chiếc, thì là N-1, tức mất là chiếc nhiễm xuất thể 1, còn đây thêm chiếc thì là N. Vậy thì trong quá trình tổ hợp, trong quá trình thụ tinh đó các bạn, tạo hợp tử, nếu giao tử bình thường kết hợp với giao tử không bình thường, N cộng 1 này sẽ tạo ra 3 nhiễm xuất thể số 21. Người bình thường thì chỉ có 2 đúng không? Thì này có 3 nhiễm xuất thể số 21, tức là 2N cộng 1, thì người này là bị bệnh đau này. Hoặc là các bạn thấy là nhiễm xuất thể số 21 mà chỉ còn một chiếc thì lúc ra ta ra tổ hợp là 2N-1. Vậy nếu như mà đề nó hỏi về trình bày quá trình phát sinh giao tử ở người bị bệnh đau hoặc là 2N-1, 2N-1, các bạn sẽ trình bày qua sơ đồ này, lưu ý ha. Còn đối với đột biến thể đa bội thì ở đây cô chỉ nói cái nguyên nhân. Đa bội thì các bạn cũng biết rằng là toàn bộ nhiễm xuất thể đều bị thay đổi. Ví dụ như 2N là bình thường thì nó thay đổi thành 3N, 4N, 5N, 6N. Như vậy đa bội thì nó có đột biến thể đa bội chẵn và đa bội lẻ. Ở đây cô nói nguyên nhân. Nguyên nhân nó có hai nguyên, có thể do quá trình nguyên phân hoặc là giảm phân. Thì các bạn nhìn vào hình 24.5, đây là đột biến do nguyên phân các bạn, thể đa bội. Các bạn nhìn ha, nếu như tế bào bình thường 2N bằng 6, giảm phân bình thường là tạo ra giao tử N bằng 3 đúng không? Thì trong quá trình tổ hợp tạo hợp thử là 2N bằng 6, đó là bình thường. Nhưng mà trong quá trình nguyên phân này thì nó có sự nhân đôi nhưng nó không phân ly.
Do vậy nó tạo ra tế bào con lại 4N bằng 12. Và trải qua hai lần nguyên phân tạo ra các tế bào con đều là bằng 12. Có 12 nhiễm thể. Rồi trường hợp do đột biến, do giảm phân, thể đa bộ do giảm phân. Giảm phân ở đây là 2N bằng 6. Thì qua quá trình giảm phân tạo ra giao tử á, thì tạo ra cái giao tử bình thường thì là N bằng 3 đúng không? Ở đây tạo ra giao tử 2N bằng 6. Như vậy giao tử gọi là giao tử không bình thường. Thì khi mà tổ hợp giữa hai giao tử này lại thì ra hợp tử 4N bằng 12. Giảm phân bình thường. Đây các bạn thấy là tạo ra hai tế bào con đúng không nè. Nguyên phân thì thể tạo ra 4N bằng 12. Và hai lần nguyên phân thì tạo ra các tế bào con đều là 4N bằng 12. Đó là nguyên nhân tạo ra thể đột biến đa bội. Còn về vai trò thì các bạn theo dõi sách giáo khoa, theo thông tin cái bài giảng trước giáo viên đã giảng nhé. Phần thường biến ngược với lại đột biến thì thường biến là gì? Các bạn nhìn vào cái hình này cho cô. Chắc chắn các bạn còn nhớ đối với cây mũi mát cùng là một kiểu gen luôn các bạn. Nhưng nếu như sống trong cái điều kiện môi trường khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái kiểu hình của nó khác nhau. Giống như ở trên mặt nước này, trong nước này, hoàn toàn trong nước này, lá của cái cây mũi mát này nó có hình dạng khác nhau. Hoặc là các bạn thấy đối với cây rau cải đó, các bạn nhìn thấy rõ này. Nếu như mà được chăm sóc đúng cách thì nó phát triển rất là tốt đúng không? Còn chăm sóc sai cách thì các bạn thấy cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là nó tạo ra cái kiểu hình khác. Như vậy thường biến là chỉ biến đổi về kiểu hình dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường, nó không biến đổi về kiểu gen. Các bạn lưu ý ha. Thì ngoài ra thông tin liên quan tới thường biến thì có mức phản ứng thì các bạn xem thêm bài giảng cái trước của giáo viên nha. Nhất là phương pháp nghiên cứu di truyền người, thứ hai bệnh và tật di truyền ở người, ba là di truyền với con người. Thì đây cô nhấn mạnh cái phần phương pháp nghiên cứu di truyền người. Trong nghiên cứu di truyền người thì có hai cái phương pháp chúng ta có thể liệt kê, như là phương pháp nghiên cứu phả hệ hoặc là phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. Thì có nhiều yếu tố, bài này cũng đã giảng rồi. Thì trong cái phương pháp nghiên cứu phả hệ thì các bạn cũng biết rằng là người ta có thể theo dõi sự di truyền. Phả hệ tức là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bản ghi chép. Thì thông qua các bản ghi chép qua các thế hệ thì người ta có thể biết được cái tính trạng trội lạc bệnh, tính đặc điểm này, di truyền này do gen trội hay gen lặn, hay là một hay là nhiều gen quy định. Và phương pháp thứ hai là phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. Thì phương pháp này thì các bạn cũng thấy nè, trong cái sơ đồ thì có sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng. Đây cô không có giảng lại phần này ha, thì các bạn xem lại cho cô. Rồi thứ ba, hai là về tập và di truyền ở người. Cô nói cái này mở rộng thêm, nhắc lại thêm chứ không phải là mở rộng nữa. Thì các bạn cũng thấy rằng là một số cái bệnh tật ngoài cái nãy cô có giới thiệu, bệnh tết nơ, bệnh đau, bệnh đau là do đột biến nhiễm thể cũng như bệnh tết nơ đúng không các bạn? Thì các bạn coi những cái biểu hiện có trong sách giáo khoa như bài giảng nha. Ngoài ra đột biến một số tật di truyền, đây là tật bàn chân mất ngón hoặc là bàn tay mất ngón, tật khe hở môi hàm, bàn chân nhiều ngón ha, rồi tay nhiều ngón, xương chi ngắn vân vân. Ngoài ra thì bệnh bạch tạng và câm điếc bẩm sinh các bạn, nó do đột biến gen lặn gây ra các bạn. Rồi di truyền học với con người thì các bạn về xem lại bài giảng nói về cái di truyền học tư vấn cũng như là kết hỏi gia đình, các bạn xem lại nhé. Như vậy cô ôn lại những cái trọng tâm ý chính thôi. Các bạn nhớ làm cho cô một số bài tập ở dạng bài tập này cũng rất là dễ ha, gồm có 4 câu. Thứ nhất là các bạn nêu cho cô những cái khái niệm như là về đột biến gen, rồi đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, rồi kể tên các dạng đột biến cũng như là đột biến thể dị bội, kể tên các dạng đột biến thể dị bội, trình bày cơ chế phát sinh thể dị bội. Và câu số 4 là kể tên các phương pháp nghiên cứu di truyền. Như vậy
các bạn dừng video ghi lại và làm bài tập cho cô nhé. Tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn về ôn lại từ chương 1 đến chương 5. Và đặc biệt là trong cái đề cương thi học kỳ 1, nhớ ôn bài kỹ. Có gì thắc mắc thì hỏi cô nhé. Tiết ôn tập đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em tuần sau.